Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu của Cha, những thời kỳ khó khăn mà con đang trải qua hiện tại không thể sánh kịp với những phước lành tuyệt vời mà Cha sắp trao cho con. Cha sẽ kết thúc những ngày khó khăn này sớm thôi. Con đã trải qua nhiều và đối mặt với nhiều thách thức, đã khóc rất nhiều, nhưng tình yêu của Cha đã giúp con vượt qua. Khi con nghe hoặc đọc những lời của Cha, hãy nhớ rằng đó không chỉ là sự tình cờ. Cha có một kế hoạch cho cuộc sống của con, một kế hoạch vững vàng, đúng và chắc chắn. Ngay cả khi con buồn bã hay lo sợ, con có thể tìm thấy con đường vì sự an ủi và lòng tốt của Cha mang lại hy vọng. Tình yêu của Cha làm dịu đi trái tim con. Con đang sống và Cha muốn con sống một cuộc sống tràn đầy chiến thắng và thành công. Đó là điều mà Cha muốn cho con. Cha khích lệ con đứng dậy, để lại quá khứ sau lưng và tiến lên, đi qua mỗi cánh cửa mà Cha mở ra cho con. Phước lành mà Cha mang đến cho cuộc sống của con sẽ không làm phiền bạn hoặc gánh nặng cho bạn. Sự thịnh vượng và phong phú mà Cha ban cho con sẽ không làm bạn buồn phiền. Hãy nhìn về phía trước và tập trung vào những điều trước mặt, giữ vững con đường của mình. Bỏ qua những sao lạc và đừng lắng nghe những người cố gắng dắt bạn lạc hướng bằng tiêu cực. Đừng để những người phàn nàn làm lung lay lòng tin của bạn với những dự đoán u ám của họ. Lời hứa của Cha với con là kiên định, hãy nhớ mãi. Nghi ngờ lời Cha có thể làm bạn buồn tẻ, nhưng con phải tin rằng tình yêu của Cha dành cho con là vững và mạnh mẽ. Cha luôn ở đây để bồi dưỡng và hỗ trợ con. Ngay cả khi cuộc sống đang hỗn loạn xung quanh, những lo âu làm mờ trí óc con sẽ sớm tan biến. Con sẽ thấy rõ sâu sắc tình yêu của Cha đối với con. Cha hiểu rõ trái tim con và biết đức tin của con là mạnh mẽ. Nếu những nghi ngờ bao giờ xuất hiện, hãy quỳ xuống và vươn tay đến Cha, tuyên bố lòng tin và biết rằng sự giúp đỡ đã sẵn sàng đến với con. Cha đã hứa sẽ cung cấp đầy đủ cho những nhu cầu của con. Không có lý do gì để con sợ hãi hay tuyệt vọng. Hãy hiệu chỉnh bản thân của con với Cha. Điều này đơn giản. Hãy nói chuyện với Cha một cách tự tin trong những khó khăn. Đưa ra Cha mọi lo lắng của con và Cha sẽ đầy lòng an ủi. Đừng nghi ngờ ngay cả trong những ngày âm u khi mọi thứ trở nên xám xịt và bạn bị bao trùm bởi vô số vấn đề. Đừng phớt lờ đi những gì Cha đang nói với con. Đừng tìm kiếm sự an ủi từ những người không biết đến con. Không ai khác trên thế giới này kiểm soát tương lai của con hoặc có khả năng giúp đỡ con trong những khó khăn hiện tại và hướng dẫn con đến những gì phía trước. Nếu con cảm thấy mệt mỏi và bị áp đảo, đừng đối mặt với ai khác, chỉ đến trực tiếp với Cha. Cha là người duy nhất có thể mang lại sự yên bình cho con, giúp con thực sự nghỉ ngơi. Có lẽ con không thể nhìn thấy Cha bằng đôi mắt vật lý, nhưng thông qua niềm tin và trái tim của con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Cha. Hãy nhớ Cha ngay từ khi con mở mắt nếu con muốn ngày của mình tràn ngập phước lành. Đây là cách lý tưởng để bắt đầu một ngày, để con không bắt đầu ngày mơ hồ, lạc lõng hoặc bị áp đảo bởi những suy nghĩ tiêu cực. Con đã trải qua rất nhiều và đã duy trì sức mạnh nhờ nhớ đến những điều mà Cha đã hứa với con. Vì vậy đừng bỏ cuộc ngay bây giờ, đừng để kẻ thù đánh lừa con. Con là con của Cha và Cha sẽ không để con vấp ngã. Cha nhận ra rằng nhiều thách thức đang cố gắng lấy đi sự bình yên của con.
đối thủ muốn làm tan nát đức tin của con và châm biếm lòng tin của con vào cha. Họ tuyên bố rằng cha không tồn tại, cố gắng thuyết phục con rằng con đang hoàn toàn cô độc và không thể được giúp đỡ. Nhưng hãy nhớ, cha tràn đầy niềm vui khi thấy con bám vào sự thật con đã chấp nhận. Cha nhận thức cách con nuôi dưỡng những lời hứa của cha và lời dối trá của kẻ thù. Tin điều này, phần thưởng của con sẽ sớm đến. Cha luôn giúp đỡ những người tin tưởng vào cha, dơ lên khỏi vực sâu của tuyệt vọng khi họ tiến lên mà không sợ hãi điều gì sẽ đối diện. Hãy đi mạnh mẽ, biết rằng cha yêu thương và bảo vệ con. Con là đứa con của trời, và con biết cha yêu thương con đến đâu và sẽ không bao giờ bỏ rơi con, đặc biệt là lúc này, khi cha biết con cần cha nhiều như vậy. Con được yêu thương sâu sắc, cha luôn ở bên cạnh con. Điều này con không bao giờ nên nghi ngờ. Khi mọi nỗi sợ của con cố gắng áp đảo con, khi mọi thứ dường như đã mất và con nghĩ rằng biển vấn đề trước mặt con sẽ không mở ra, hãy nhớ rằng cha ở bên cạnh con. Cha đang giữ gìn con sẽ không thất bại, con sẽ không chìm xuống. Khi con cảm thấy buồn bã và mọi thứ dường như dừng lại, khi con mệt mỏi và lạc lõng, hãy nhớ rằng cha ngay lúc đó sẵn lòng bảo vệ con. Cha sẽ mở lối và giải quyết những trở ngại để con có thể tiến lên. Khi con đau khổ và nước mắt là ngôn từ duy nhất của con, hãy biết rằng cha luôn ở đó, lau sạch từng giọt nước mắt, biến chúng thành những phước lành mới. Tôi biết trái tim của bạn hơn ai hết. Tôi nhìn thấy những ước mơ, những giấc mơ, bản chất thực sự của bạn. Tôi nhìn xa hơn những gì người khác thấy, vẻ ngoại hình, địa vị, giới hạn. Tôi thấy bạn thật sự, càng bạn dựa vào tôi và chấp nhận kế hoạch của tôi, bạn càng tìm thấy sự khôn ngoan và sức mạnh. Bạn là con tôi và bạn làm tôi tự hào. Bạn có những đặc điểm của tôi, sự quyết đoán, sự sáng tạo, trí tuệ và can đảm. Không có gì có thể cản trở bạn. Hãy nhớ rằng bạn là con tôi, nhưng cũng hãy nhớ rằng bạn là con người. Bạn đã nỗ lực rất nhiều, đôi khi quá nhiều, và bạn mệt mỏi và buồn phiền trong những thời kỳ khó khăn đó. Tôi ở đây vì bạn. Tôi muốn chỉ bạn con đường tốt nhất. Tôi không muốn bạn bị cuốn vào những thứ nhỏ bé hoặc buồn bã vì một thất bại đơn lẻ. Bạn sẽ đạt được những điều tốt lành mà bạn đã đặt trong trái tim nếu bạn cho phép tôi giúp đỡ và đưa bạn lên một tầm cao mới. Tôi là người duy nhất có khả năng biến điều không thể thành những phép màu tuyệt vời. Tất cả những gì bạn cần biết là tôi luôn theo dõi bạn mỗi ngày và mọi điều bạn cầu xin trong lời cầu nguyện, tôi sẽ mang đến cho bạn dưới dạng phước lành. Tôi mong muốn bạn và tôi trở thành bạn. Hãy là bạn đồng hành trong hành trình này, làm việc cùng nhau như một đội. Nhiệm vụ của bạn là tin và tin tưởng. Nhiệm vụ của tôi là đáp lại và phước lành, bảo vệ và nuôi dưỡng, tăng cường và chuộc tội. Hãy biết rằng tôi yêu bạn và sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Khi bạn đọc những từ này, mong rằng bạn cảm nhận sự hiện diện của tôi bao bọc bạn, cảm nhận tình yêu của tôi như nó lấp đầy bạn. Hãy nhận ra sự ôm của tôi, nó sẽ truyền đến bạn sức mạnh, sự ngọt ngào và một bình an siêu nhiên. Bạn không cần phải lo lắng hay tự quấy rối bản thân nữa. Có những vấn đề nằm trong quyền kiểm soát của tôi và tôi sẽ giải quyết chúng. Tôi muốn bạn thư giãn, tin tưởng tôi và tin vào tôi như một đứa trẻ tin một cách không nghi ngờ. Bạn không cần phải lo lắng về những thay đổi lớn đang đến với bạn. Tôi ở đây để thay đổi cuộc sống của bạn, để loại bỏ cảm giác cô đơn, chữa trị những tổn thương tâm hồn của bạn và lau sạch nỗi đau đè nặng trên trái tim bạn. Những tổn thương đã khiến bạn chảy máu và làm mù bạn trước những điều tốt đẹp mà tôi dành cho bạn sẽ được chữa lành một lần và mãi mãi. Bạn đã mất những người và thứ bạn quan trọng, và quan trọng là bạn phải biết rằng không phải là lỗi của bạn. Hãy ngừng suy nghĩ về những điều có thể đã xảy ra hoặc bạn đã có thể làm khác đi. Tôi nói lại với bạn, đó không phải là lỗi của bạn. Đừng tự trách mình. Bạn đã đặt cho tôi nhiều câu hỏi và tôi hứa sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ trả lời chúng. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đó. Còn rất nhiều điều bạn cần làm, nhiều thách thức để đối mặt, nhiều núi để leo và nhiều rào cản để vượt qua.
Tất cả những thách thức này đều ở đây để giúp bạn phát triển, làm cho bạn mạnh mẽ hơn và giúp bạn trở thành một phước lành cho những người xung quanh bạn, những người thực sự quan tâm và muốn điều tốt nhất cho bạn. Giao phó mọi đau khổ của bạn cho tôi, đừng mang trên đôi vai của mình gánh nặng nặng nề đó, vì đó không phải là gánh nặng tôi đã đặt lên bạn. Đặt quá khứ của bạn ở chân tôi, đầu hàng tất cả những ký ức làm bạn đau đớn. Dành mỗi ngày, một khoảng thời gian, một khoảnh khắc yên tĩnh, xa lạch tiếng ồn. Trong cô đơn này, tôi sẽ hiển thị cho bạn một cách siêu nhiên sâu sắc của tình yêu của tôi và sự hiện diện vĩnh cửu bên cạnh bạn. Cuộc sống của bạn đang thay đổi, mọi thứ sẽ khác biệt. Bạn sẽ không còn rơi lệ vì sự nhục nhã và tấn công của những người viết. Khi bạn đọc những từ này, khi bạn cảm nhận tình yêu của tôi, hãy giữ nó như viên ngọc quý nhất trong trái tim bạn. Lời nguyền của đối thủ sẽ không làm tổn thương bạn. Cái hố mà họ đào cho bạn sẽ là cái bẫy mà họ sẽ rơi vào. Tôi bảo vệ những đến và đi của bạn, giấc ngủ và thức dậy. Tình yêu thương của tôi đủ mạnh mẽ để giúp bạn đi bước mạnh mẽ giữa những nguy hiểm. Bạn sẽ không bị tổn thương. Những đe dọa này sẽ không làm rung chuyển bạn. Hãy luôn học từ lời dạy của tôi. Dành thời gian cầu nguyện và khiêm tốn đến trước tôi mỗi ngày. Cách này, bạn sẽ được bao phủ trong ôm áp của tôi, nghe tiếng hướng dẫn của tôi và nhận lấy phước lành của tôi. Những kẻ phản đối bạn sẽ nhận ra sai lầm của họ, cảm thấy hối hận và sẽ không dám làm phiền bạn nữa. Họ sẽ hiểu rằng việc không tôn trọng tên thánh của tôi là nghiêm trọng và chơi trò với đức tin không phải là trò chơi. Họ sẽ thấy rằng niềm tin của bạn và tôi mang lại sức mạnh, sự tôn trọng và sự trung thực. Bạn và nhiều người xung quanh bạn sẽ bắt đầu xem hành trình tâm linh của mình với sự nghiêm túc mà nó xứng đáng. Đi mạnh mẽ, tự hào nhìn lên bầu trời. Đừng nhìn lại những người đã cố nhục bạn. Bạn đang dưới sự chăm sóc của tôi. Tôi sẽ giữ bạn vững và tránh bạn trượt chân trước những rào cản họ đặt trước mặt bạn. Hãy đứng vững và đừng sợ những lời chế nhạo hay tiếng chế giễu của họ, vì những nỗ lực của bạn để sợ hãi có thể mở cửa cho nhiều lo lắng hơn. Hãy không bao giờ tỏ ra sợ hãi trong ánh nhìn của bạn, tránh khiến họ nghĩ bạn yếu đuối và cố gắng áp đảo bạn. Những nỗ lực để làm suy yếu bạn sẽ thất bại. Họ không thể chạm vào bạn. Nếu họ cố gắng, họ sẽ gặp tôi và sớm nhận ra sự yếu đuối của họ khi kế hoạch ác ý của họ được chiếu sáng bởi ánh sáng vinh quang của tôi. Hãy tin tưởng, tiếp tục trung thực và kiên định. Chiến thắng đã thuộc về bạn từ trước rồi. Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi và sống trong bình yên. Hãy tự tin rằng không có gì, không ai, không tội ác nào có thể tiếp cận bạn hoặc gia đình của bạn. Hãy sống cuộc sống của bạn trong bình yên hoàn toàn và đừng nghĩ đến những người đã cố gắng làm tổn thương bạn. Nắm chặt lấy tình yêu của tôi và ác độc không bao giờ đến với bạn. Hãy sống ngày hôm nay với niềm vui, đặt mọi lo lắng vào tay tôi. Đội quân thiên thần sáng tạo của tôi đi cùng bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Và tôi sẽ không bao giờ chán nản khi cho bạn thấy và nói cho bạn biết rằng tôi yêu bạn. Một thời kỳ phong phú đang đến với cuộc sống của bạn. Ngày đã đến khi hoa quả của mọi sự cống hiến, những giọt nước mắt bạn đã rơi, những lời cầu nguyện bạn đã dâng lên bằng đầu gối uốn cong, sẽ được thu hoạch. Đây là năm của việc gặt hái, của việc thu thập đống phúc, bảo vệ và chú ý đến chúng với sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Đừng phí phạm những món quà tuyệt vời mà bạn sẽ nhận được từ ngày hôm nay trở đi. Hãy nhìn xem thế giới xung quanh bạn. Hãy nhận ra rằng bạn được phước lành nhiều hơn nhiều so với nhiều người khác. Món quà của cuộc sống chính là phước lành tuyệt vời nhất của bạn. Tôi mời gọi bạn có cơ hội để bước vào sự hiện diện của tôi hàng ngày để trở nên gần tôi, hấp thụ những bài giảng của tôi và được nuôi dưỡng bởi chúng. Hãy hiểu rằng kế hoạch của tôi cho cuộc sống này mà tôi đã ban tặng cho bạn bao gồm niềm vui của việc được tha thứ, kho báu vô giá của sự cứu rỗi. Bạn đang sống và do đó, bạn có khả năng tuân thủ những quy định của tôi, lắng nghe bài giảng của tôi và được giải thoát khỏi mọi lời nguyền và mọi thứ có ý định làm tổn thương hoặc cướp đi niềm vui của bạn. Điều này là một ân phúc tuyệt vời là được sống, hít thở, trân trọng, quan sát, khóc và trải nghiệm.
ngay cả những giọt nước mắt của bạn, có thể là của niềm vui hoặc nỗi buồn, đều là bằng chứng cho sức sống của bạn. Miễn là bạn còn sống, bạn có cơ hội để tiếp cận tôi và nắm bắt những cơ hội bạn cần để chiến thắng, để chinh phục, để gạt bỏ gánh nặng của bạn. Hãy thăm tôi mỗi ngày, tôi sẽ đợi chờ bạn. Hãy chia sẻ những giọt nước mắt của bạn với tôi sẽ cảm thông và đồng cảm với bạn, vì tôi cũng bị chạm đụng bởi cảm xúc của bạn. Tôi yêu bạn sâu sắc và tôi không thích thấy bạn chìm đắm trong tuyệt vọng, mặc dù có cuộc sống và nhiều điều đẹp đẽ. Điều đó làm đau lòng tôi rất nhiều khi bạn không thể nhận ra tình yêu vô hạn của tôi giữa nỗi đau sâu thẳm của bạn. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn an ủi bạn. Tôi đến không để buộc tội mà để mang lại sự an ủi. Tin tưởng vào tôi, vì tôi là sự tha thứ của bạn, sự sống mãi mãi, sự lành lành và sự cứu rỗi. Cảm nhận hơi thở thần thánh, hương thơm của những bông hoa đẹp, bản chất của mùa xuân. Cảm nhận sự hiện diện dịu dàng này bao quanh bạn vào buổi sáng này, ở bất cứ nơi đâu bạn ở, đứa con yêu dấu của tôi. Tôi muốn bạn biết chắc chắn rằng thời kỳ của những phước lành lớn đang đến với bạn. Ngôi nhà của bạn sẽ tràn ngập sự quan tâm của tôi và một kỷ nguyên tuyệt vời của sự đổi mới sắp đến với bạn và những người yêu thương bạn. Hãy nói cho tôi biết bạn tin vào lời hứa này. Những ngày khó khăn của bạn đã qua, một mùa của sự phong phú và hạnh phúc đang gần. Ôm những lời này với niềm tin và đứng lên, vì có rất nhiều điều bạn cần phải đạt được. Làm trái tim tôi hạnh phúc khi thấy bạn tích cực, bắt đầu mỗi ngày với ý thức rằng tôi ở bên bạn. Sự biết ơn của bạn chạm đụng tôi sâu sắc và tôi bị ấn tượng khi thấy bạn quỳ gối với sự khiêm tốn. Trái tim nhẹ nhàng của bạn, sự cam kết theo đuổi con đường của tôi và niềm tin trong đôi mắt của bạn làm tôi cảm động một cách sâu sắc. Bạn có tinh thần của một chiến binh mạnh mẽ bên trong. Bạn yên bình và chín chắn. Bạn tiếp cận mọi người với lòng tốt và tôn trọng. Nhiều người sẽ ngưỡng mộ bạn vì những lựa chọn bạn đưa ra, những thành công bạn đạt được, những chiến thắng bạn giành được và những phước lành không tưởng bạn nhận và chia sẻ với những người ở bên bạn, những người cần và những người tìm kiếm sự an ủi. Tâm hồn của bạn được đầy mạnh mẽ, bạn sử dụng thanh gươm của sự thật, trái tim bạn can đảm và những lời bạn nói phá vỡ mọi ràng buộc. Hãy nhớ rằng sức mạnh của bạn không đến từ chính bạn. Tôi là người ban phước và người hướng dẫn bạn đến chiến thắng trong mọi thách thức. Hãy cảnh báo về sự kiêu ngạo. Tôi không trao những danh dự hay danh tiếng thế giới. Những người trung thành của tôi đã truyền bá lời tôi và hiến dâng cuộc sống của họ trong quá khứ không bao giờ được thúc đẩy bởi mong muốn tự do, tự tìm kiếm hay việc theo đuổi danh tiếng. Đó là lý do tôi có thể làm việc mạnh mẽ qua họ. Tôi mong muốn thực hiện những điều tuyệt vời qua bạn, trong cuộc sống và gia đình của bạn, nhưng hãy mặc lòng trái tim của bạn trong sự khiêm nhường và tin tưởng. Bạn không cần phải tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc tự hào về các danh hiệu của con người, vì tôi sẽ sử dụng đôi bàn tay của bạn để thực hiện những phép màu không ai thấy trước đây. Cơn mưa chữa lành cho đất đai của bạn đã bắt đầu rót, dòng sông nước sống đang chảy qua cánh đồng của bạn. Những mong muốn của bạn đang làm sống lại những hạt giống bạn đã gieo. Hãy dũng cảm, vì bạn sẽ thấy điều đó bằng đôi mắt của chính bạn. Bạn sẽ chứng kiến cửa và cửa sổ của thiên đàng mở rộng rộng cho bạn. Tôi biết bạn hiểu những gì tôi đang nói. Hãy nhớ kỹ lời này và giữ trong trái tim bạn. Tôi quý trọng bạn và bạn yêu tôi. Tôi hạnh phúc khi nghe bạn nói điều đó và trái tim bạn hạnh phúc mỗi khi bạn làm vậy. Đây là thông điệp dành cho những người chiến binh của tôi. Hãy lắng nghe kỹ từ đầu đến cuối. Nếu bạn cảm nhận trong trái tim mình rằng bạn là một trong những chiến binh này, hãy biết rằng tôi đã đảm bảo điều này cho bạn nhiều lần. Đừng xem nhẹ những gì tôi nói vì tuổi tác, sức khỏe hay vấn đề về tiền bạc. Với tất cả những chiến binh của tôi, sẵn sàng tin vào lời hứa của tôi. Tôi sẽ làm cho con đường của họ trở nên rõ ràng và mở cửa cho họ theo những cách mà họ không thể tưởng tượng được. Bạn là con của tôi đã chọn bạn và tôi đang chuẩn bị bạn để chiến thắng. Khi bạn bắt đầu hoài nghi, hãy giữ chặt niềm hy vọng bạn tìm thấy trong những lời hứa của tôi. Tin tưởng với tất cả trái tim của bạn,
vì tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình trong cuộc sống của bạn và bạn sẽ thấy nhiều điều tốt lành mở ra. Bây giờ là thời điểm để nhìn thấy bản thân bạn đầy sức mạnh, chắc chắn trong đức tin của bạn và rất dũng cảm. Đừng sợ bất kỳ khó khăn nào về tiền bạc, sức khỏe hay thách thức gia đình. Tôi có thể làm cho con đường của bạn trở nên trơn tru và chỉ cho bạn hướng đi nếu bạn tuân thủ giáo lý của tôi. Khi tôi mạnh mẽ nói với bạn không bao giờ bỏ cuộc, tiếp tục và tiến lên với sự dũng cảm, bạn sẽ có thể vượt qua những khoảng cách lớn, đi trên mặt nước mà không bị chìm, và không có cơn bão nào có thể cuốn trôi đi những gì bạn đang được gọi đến. Đứa con chiến binh của tôi, hãy nhớ hạnh phúc và phước lành của bạn đều nằm trong tay tôi. Tôi muốn bạn trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày khi bạn đi, để bạn đối mặt với kẻ thù với niềm tin mạnh mẽ và không bị lay động. Luôn an tâm với sự biết rằng ngay cả giữa những cuộc xung đột kinh khủng và những lúc cần thiết, tôi sẽ đến đúng thời điểm hoàn hảo để giải cứu bạn. Khi kẻ thù của bạn chạy trốn khi thấy sự kiên nhẫn của bạn, khi tiếng la hét của họ không còn làm bạn khuất phục, họ sẽ chạy trốn. Hôm nay tôi sẽ đặt vào bàn tay bạn một thanh kiếm thánh. Sức mạnh của lời nói của tôi sẽ nằm trên đôi môi của bạn. Sự vâng phục và niềm tin của bạn hãy điều khiển và sức mạnh của tôi sẽ ủng hộ bạn khi bạn đối mặt với nỗi sợ hãi. Người chiến binh dấu yêu quý, bạn quý giá với tôi. Hãy nắm tay những người thân yêu, con cái và gia đình của bạn và bước qua cánh cửa của những ơn lành với niềm tin và hy vọng. Bạn được sinh ra để thịnh vượng. Tôi muốn mọi điều bạn nhận được đều phát triển và đầy ơn lành. Hãy tin rằng điều này. Đừng nghi ngờ và đừng để quá khứ hay những lỗi lầm của bạn ngăn trở bạn. Nếu bạn muốn tin tưởng tôi đầy đủ, hãy tin rằng tôi cũng có khả năng tha thứ cho bạn. Nếu bạn muốn thưởng thức mọi ơn lành, hãy phớt lờ những người buộc tội và phê phán bạn và hãy làm điếc tai trước mọi vu khống. Đừng để lời ghen tị của người khác chiếm lấy tâm trí bạn và đe dọa tương lai tươi sáng của bạn, hơn là bị tràn ngập bởi nỗi sợ hãi hoặc lo lắng. Hãy cảm nhận sự an ủi của tôi trên trái tim bạn. Hãy lấp đầy bản thân với niềm vui, hòa bình, hy vọng, niềm tin và can đảm. Tôi sẽ mang lại niềm vui vào cuộc sống của bạn và đưa ra lý do để bạn ca tụng. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Những ơn lành sẽ đến từ thiên đàng, thịnh vượng sẽ đến với ngôi nhà của bạn, giải phóng bạn khỏi những ràng buộc của nợ và những sai lầm quá khứ ảnh hưởng đến tài chính của bạn. Ngay cả khi bạn đối mặt với những thời kỳ khó khăn, hãy lắng nghe lời hướng dẫn của tôi và nhìn nhận tình hình của bạn với niềm tin. Hãy sẵn sàng cho những cơ hội mới và đối xử với mọi người mà bạn gặp một cách tôn trọng và tử tế. Tôi sẽ giới thiệu những người quan trọng vào cuộc sống của bạn để giúp đỡ bạn, giống như tôi đã làm. Hãy thể hiện sự thân thiện và ấm áp, vì điều này làm tôn vinh con đường mà tôi đã đặt ra cho bạn. Giữa những khó khăn, bạn sẽ đứng lên sáng rực giữa bóng tối, là minh chứng cho ơn thần thánh của tôi. Hãy để tôi chia sẻ một bí mật với bạn, một bí mật mà tôi truyền đến nhiều con cái của tôi, nhưng không phải tất cả đều lắng nghe. Một số người duy trì sự hoài nghi, những người khác từ chối những ơn lành và những lời hứa mà tôi đưa ra, bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của nỗi đau và tội lỗi. Tuy nhiên, hãy biết rằng tình yêu của tôi dành cho bạn là vững vàng. Hãy tin tưởng vào tôi, để bạn không lãng phí thời gian quý báu trong sự nghi ngờ, từ chối những ơn lành mà tôi trao cho bạn. Bạn khác biệt, độc đáo đồng bộ với sự hiện diện thiêng liêng của tôi. Tôi đã chứng kiến sự niềm tin kiên định của bạn nhiều lần. Hãy biết rằng tôi yêu quý bạn thật sự. Hãy ôm những ơn lành của tôi vì một mùa thịnh vượng đang chờ đón bạn. Những trái cây của công việc của bạn, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện đã đổ ra sẽ thu được mùa màng bự. Hãy thực hành sự khôn ngoan trong việc bảo vệ và trân trọng những ơn lành mà tôi ban cho bạn. Nhận biết sự thịnh vượng xung quanh bạn. Thật sự bạn là người được phúc lành. Sống tốt hơn nhiều so với nhiều kẻ đối đầu. Ơn lành lớn nhất của bạn chính là chính cuộc sống, mang lại cho bạn cơ hội giao tiếp với tôi hàng ngày, để bạn sâu rộng hơn vào sự khôn ngoan và ân điển của tôi. Hãy hiểu rằng thông qua món quà của cuộc sống này, bạn có thể tìm thấy an ủi trong sự tha thứ, món quà vô giá của sự cứu rỗi,
miễn là bạn còn thở, còn cơ hội để chiến thắng, vượt qua khó khăn và từ bỏ những gì làm bạn gánh chịu. Hãy rơi nước mắt nếu cần, vì chúng sẽ làm nhắc nhở về sức sống của cuộc sống. Miễn là bạn còn sống, bạn có thể tìm an ủi trong vòng tay thiêng liêng của tôi, tìm sức mạnh cần thiết để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tôi hiểu nỗi đau của bạn và đưa ra an ủi. Tôi đến không phải để buộc tội mà để an ủi, vì tôi là sự tha thứ của bạn, là cuộc sống bất diệt, là sự chữa lành và sự đền tội. Hãy cảm nhận hơi thở thiêng liêng, mùi hương của hoa nở, bản chất của mùa xuân. Hãy biết rằng một mùa cung cấp và phục hồi từ Thượng Đế đang chờ đợi gia đình của bạn. Hãy tin vào lời hứa của sự phong phú, đứa con của tôi. Hãy tin vào tình yêu vững chắc của tôi vì mỗi ngày mang lại cơ hội để cải thiện. Hãy cảm nhận sự ôm của tôi, đôi bàn tay hướng dẫn phước cho suy nghĩ và dẫn bước của bạn. Tôi sẽ tặng bạn những ơn phước và những điều bất ngờ dễ thương, nhưng tôi khẩn khoản bạn hãy kiên trì trong sự tận hiến của mình. Dưới đây là một phiên bản đơn giản và trực tiếp về thông điệp như thể nó đến từ Thiên Chúa Kitô, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu. Bạn không cần phải nói gì, chỉ đơn giản đóng mắt và cảm nhận tình yêu tôi gửi đến bạn. Hãy thưởng thức những lời an ủi này và để cảm xúc sâu sắc làm đầy trái tim bạn. Tôi muốn bạn hạnh phúc, sống trong bình yên, để lại sau lưng mọi rắc rối và bước vào một cuộc sống đầy ơn lành cho bạn, người thân yêu và gia đình của bạn. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn chỉ là một người bình thường, hãy nhớ rằng bạn có một món quà đặc biệt. Bạn có thể cảm nhận những điều ở thế giới tâm linh mà người khác không thể. Chúng ta có một mối liên kết đặc biệt vượt ra ngoài thời gian và tình huống. Tôi ở đây để giúp bạn mở ra những cơ hội mới và dẫn dắt bạn trên con đường đúng đắn. Đừng ghen tị với những gì người khác có. Kho báu thực sự của bạn là mối quan hệ của chúng ta. Hãy đi mạnh mẽ mà không sợ hãi, vì bạn quý giá đối với tôi. Bạn luôn được hoan nghênh ở đây, nghe lời và được bao quanh bởi tình yêu thuần khiết và mạnh mẽ, đứa con dấu yêu của tôi. Tôi yêu bạn rất nhiều. Hãy chú ý đến những lời này và tập trung đến cuối cùng. Đừng bị sao lạc hay buồn bã. Đây là thời điểm để thể hiện lòng kiên nhẫn của bạn. Tôi muốn thấy rằng bạn có thể lắng nghe, chấp nhận, trân trọng và trung thành theo những hướng dẫn linh thiêng mà tôi đang truyền đạt. Mỗi sáng khi bạn thức dậy, hãy đến và lắng nghe tôi. Tôi biết bạn đang trải qua nhiều thử thách, đôi khi bạn thậm chí không có năng lượng để suy nghĩ, nhưng bạn phải cố gắng trong điều này và phải dũng cảm. Một từ ngôn lành có thể chữa trị, động viên, nâng cao và thịnh vượng bạn ngay lập tức. Điều này là có thể, đúng vậy. Hãy quyết định ngay hôm nay tin tưởng với tất cả trái tim bạn rằng tôi có thể biến đổi bạn bằng tình yêu, lòng nhân ái, kiên nhẫn, mệnh lệnh, những điều răn và lời khuyên. Tôi có thể biến những thời kỳ khó khăn này thành một ngày mới của hạnh phúc và phước lành. Bạn có ý nghĩa rất lớn với tôi và với nhiều người khác, ngay cả khi một số người không đánh giá tình yêu của bạn hoặc dường như không biết ơn. Tôi chú ý đến tất cả những điều bạn làm, sự sẵn lòng của bạn để trao yêu thương mà không mong đợi điều gì là điều tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi ghi chép mọi hành động nhân ái của bạn trong bảng ghi của mình. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đơn độc. Tôi luôn ở đây với bạn và bạn có sự hỗ trợ lớn từ cả thiên đàng và trái đất đang cổ vũ bạn. Những thiên thần chiến binh của tôi luôn sẵn sàng bảo vệ bạn, làm sáng tỏ con đường và ủng hộ bạn. Tên bạn luôn được đề cập trong tình thần của tôi mỗi ngày. Tôi đã hy sinh bản thân mình để bạn được cứu rỗi, được tự do và tìm thấy bình an, ngay cả khi thời gian trở nên khó khăn. Tôi sắp cho bạn thấy tác động mạnh mẽ của hy sinh của tôi trong việc mang đến phước lành cho bạn và những người thân yêu của bạn. Tôi háo hức giúp đỡ bạn và tôi khích lệ bởi sự sẵn lòng và nỗ lực chân thành của bạn để tự cải thiện. Điều này làm ấm lòng tôi khi thấy bạn hướng đến sự thành công, cam kết tin tưởng vào lời của tôi, hứa hẹn lắng nghe mỗi buổi sáng. Hãy chú ý, và dần dần bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi tuyệt vời xung quanh bạn. Đến lúc bạn thực sự hiểu rõ ai tôi và tiếp cận tôi toàn tâm toàn ý. Tôi yêu bạn sâu sắc,
tôi đang mở rộng tay để tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ biến đổi cuộc sống của bạn. Tôi là giải pháp thiêng liêng độc đáo cho vấn đề của bạn. Tôi là Đức Chúa Trời của bạn, là người chữa lành, là người mở cửa và làm cho hành trình của bạn trở nên trơn tru hơn. Tình yêu của tôi bao phủ bạn và gia đình của bạn. Bạn đang cảm nhận sự hiện diện của tôi bây giờ một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn đã mong đợi được nghe từ tôi và đây bạn đây, với một trái tim sẵn sàng và biết ơn, háo hức lắng nghe giọng nói của tôi, nhận những lời đó và trân trọng chúng. Tất cả sự chú ý bạn đã trải qua để đau khổ trong quá khứ, hãy đi mạnh mẽ và với lòng tin, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy tôi bằng đôi mắt tự nhiên của bạn. Bạn có thể cảm nhận tôi, hãy tin tưởng vào tôi. Bạn có thể tin cậy vào những phép màu và kỳ diệu mà tôi có thể thực hiện trong cuộc sống bạn và gia đình bạn. Hãy đưa tay cho tôi để tôi có thể hướng dẫn bạn một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng trên con đường thánh thiêng của tình yêu, nơi ý chí của tôi trị. Cơn bão im lặng và biển cả yên bình khi chúng nghe giọng của tôi. Bạn đi dưới tấm áo bảo vệ, hòa mình trong sự bình yên và an toàn đến mức âm thanh của đêm không làm bạn sợ hãi. Đừng để sự nhầm lẫn của thế giới này làm bạn lạc lõng. Đừng bao giờ buông tay tôi hoặc làm mất tập trung của bạn. Mỗi ngày là quý giá để tiếp tục cuộc chiến. Hãy để lại những vấn đề, những rơi vào quá khứ. Đừng mang theo gánh nặng làm cho bạn không thể đổi mấy cách suy nghĩ. Đừng làm tổn thương chính mình với những lời nói của bạn. Đừng tự đặt thất bại vào đất của bạn. Hãy để những từ khôn ngoan nảy ra từ đôi môi của bạn. Những từ khuyến khích sự phát triển và xây dựng. Đừng để kẻ thù thuyết phục bạn rằng bạn không thể thay đổi. Rằng tương lai của bạn đầy thất bại và vấn đề. Rằng định mệnh của bạn là sự chán trường và lãng quên. Với tôi, không có điều gì là không thể. Giữ chặt sự thật này, bất kể điều gì xảy ra, cuộc sống, tương lai, tính cách, tài chính, tình hôn nhân, xung đột gia đình của bạn, thậm chí nếu chúng có vẻ khó khăn, tôi có thể thay đổi chúng nếu bạn yêu cầu tôi. Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay. Tôi không nói rằng nó sẽ dễ dàng, nhưng tôi hứa bạn có sự giúp đỡ, sự hỗ trợ và sức mạnh từ tôi. Tôi yêu bạn và tôi luôn muốn bạn khỏe mạnh. Tôi muốn thực hiện phép màu bạn cần và tôi có thể làm được. Tin tưởng vào tôi. Đi với cây thập đã mang ý nghĩa. Sự đau khổ, nỗi đau đớn tàn khốc nhất trên CAI thập không phải là vô ích. Tôi biết một ngày nào đó bạn sẽ được sinh ra và đi trên con đường đầy roi roi và sự khinh miệt. Bạn đã bị tổn thương rất nhiều bởi người khác. Nhưng hôm nay, tôi sẽ xóa bỏ tất cả những cảm giác bị thất bại và buồn bã từ trái tim bạn. Tôi đã trải qua đau đớn, hy sinh cuộc sống của mình và sống lại vì bạn. Bạn, để bạn có cơ hội sống một cuộc sống đầy đủ, tự do và hạnh phúc mãi mãi. Tin tưởng vào những gì tôi nói để tâm trí bạn thực sự thay đổi và suy nghĩ của bạn trở nên rõ ràng và tích cực. Thay thế mọi sự lạc lõng bằng niềm vui và quyết tâm sống mạnh mẽ sẽ đẩy lùi bất kỳ cảm giác buồn bã nào. Quan trọng nhất là yêu và tha thứ cho chính mình. Tôi đã từng buông bỏ những sai lầm của bạn từ lâu. Đưa cho tôi trái tim của bạn, con của tôi, để bạn có thể nhìn thấy con đường tôi đã dựng sẵn cho bạn. Bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức và để lại dấu ấn của bạn trong thế giới nơi bạn chỉ là người đi qua. Nhưng phước lành của tôi là điều bạn định cho. Tôi đang nghiêm túc đề nghị bạn hôm nay đưa cho tôi trái tim của bạn và tôi sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ lấy đi nỗi đau đã làm bạn buồn bã và mang lại sức mạnh để cuối cùng đánh bại những điều đã làm phiền bạn từ khi bạn còn trẻ. Bạn biết tôi nói gì? Tôi yêu bạn đúng như bạn là, nhưng tôi đã chọn bạn để chiến thắng, để vượt qua những thứ khó khăn, để bạn có thể dẫn dắt người khác trên con đường của họ đến định mệnh. Điều này sẽ làm cho nhiều người thấy rõ kế hoạch của tôi trong một người như bạn, có trái tim đơn giản. Có thể sẽ khó tin đối với bạn về bạn có thể có được giàu có tâm linh như vậy. Nhưng điều tôi đang đề nghị bạn không chỉ là lời hứa trống rỗng. Hãy chấp nhận nó với sự khiêm tốn và dũng cảm. Vì tôi sẽ mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của bạn. Tôi là cuộc sống của bạn. Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi có thể biến đổi bạn hoàn toàn.
đến mức mà người khác có thể không nhận ra bạn. Họ sẽ ngạc nhiên về sức mạnh và hạnh phúc của bạn. Hãy chấp nhận đề nghị của tôi. Đưa cho tôi trái tim của bạn ngay hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu một sự thay đổi lớn. Bạn và gia đình của bạn sẽ tìm thấy sự hòa hợp, bình yên và phước lành. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.